Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi Hàn Quốc. Let's go. Như mọi người có thể thấy được, hiện tại là mình đang ở Hàn Quốc rồi nè. Nhưng mà khoan đã, trước khi đến với Hàn Quốc thì bây giờ chúng ta quay trở lại với ngày đầu tiên thôi. Let's go. Và bọn mình đã có mặt ở sân bay là nãy giờ 3 tiếng rồi các bạn. Bây giờ là 10 giờ và bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị lên máy bay để có thể bay tới Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần đầu bọn mình đi Hàn Quốc cũng như là lần đầu bọn mình sẽ đi máy bay tới hình như là 5 tiếng ở trên máy bay lận. Phải làm gì với 5 tiếng trên máy bay đi Sim? Mình sẽ ngủ, mình sẽ ăn, mình sẽ nói chuyện, mình sẽ vẽ tranh, mình sẽ đánh cờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên máy bay thôi. Let's go. Và cũng không thể nào thiếu được những màn vô tri của mình. Và nếu mọi người không biết á, thì cái chuyến đi chơi này của Kai và Sim chính là một chuyến đi chơi bí mật. Và cho tới khi mình ra sân bay thì cả Hero Team mới biết được là bọn mình đang đi Hàn Quốc. Haha, nói chung là chơi một vố luôn đó. Và mình thấy là biểu cảm của ai cũng sốc hết mọi người ơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên máy bay. Let's go. Lên máy bay thôi. Và mình phải đang suy nghĩ rằng là mình không biết nên làm gì trong 5 tiếng đồng hồ này. Bởi vì bình thường mình đi máy bay mình không có ngủ mọi người ơi. Nhưng mà trong chuyến máy bay này mình cũng không ngủ trong 5 tiếng đồng hồ luôn á. Sau đó là mình đã quyết định làm những cái điều khá là vô tri trên máy bay, ví dụ như là ăn uống. Và bây giờ đã là 2 giờ rồi, tức là bọn mình đã bay được 4 tiếng đồng hồ đó các bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn chưa thể nào ngủ được, còn Simi thì ngủ say, cho nên là mình quyết định là sẽ vô toilet để khám phá toilet coi có gì hay trong đây không. Và mình chợt nhận ra là trên máy bay cũng không có gì thú vị hết, cho nên là mình quyết định múa tay múa chân nhảy tùm lum tùm la 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 la. Lặng tin chờ đợi cao nái khi xưa đời mau, để lại hình những hôm ấy chơi vơi vào mùa đông. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đã tới. Mình đã được đặt chân tới Hàn Quốc rồi. Trời ơi, cuối cùng bao nhiêu năm ước mơ của mình thì bây giờ mình đã tới được Hàn Quốc rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, cuối cùng là bây giờ mình với Sim đã gọi là tới được Hàn Quốc rồi. Và bây giờ là không khí của chúng ta đang là 3 độ C. Nhưng mà có một cái sự thật đó nha, đó chính là các bạn thấy không, các bạn thấy ngoài trời rất là tối đúng không? Nhưng mà sự thật là bây giờ 6 giờ sáng Hàn Quốc. Bên Việt Nam của chúng ta 6 giờ sáng thì đảm bảo là trời nó đã mọc lên rồi. Nhưng mà ở bên đây 6 giờ mà trời vẫn chưa mọc luôn nha mọi người. Khoảng tới 7 giờ rưỡi thì lúc đó là trời mới bắt đầu sáng á. Và trước khi mà chúng ta đến được Hàn Quốc thì chúng ta phải làm một cái giấy, đó chính là giấy nhập cảnh. Và ở bên dưới đây đó chính là tàu điện ngầm. Trời ơi, được đi tàu điện ngầm luôn nha. Một năm rưỡi trước á, thì mình có đi tàu điện ngầm của Singapore rồi các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình đã được trải nghiệm tàu điện ngầm của Hàn Quốc. Không biết là sẽ như thế nào ta. Ê, cái tàu điện này nhìn nó hơi bị xịn luôn nha mọi người. Đây là anh diễn viên gì đó mình không có nhớ tên lắm, nhưng mà mình hay coi phim của anh này lắm các bạn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tàu điện ngầm của Hàn Quốc. Trời ơi, các bạn có thấy cái tốc độ nó đang đi không? Thật sự rất là nhanh luôn á. Các bạn đừng có để ý cái đoạn này nha. Hiện tại thời tiết ngoài trời đang là -2 độ C các bạn ạ. -2 độ, các bạn có tưởng tượng được là nó lạnh tới mức nào không vậy? Nó lạnh kinh khủng luôn á nha. Cho nên là bọn mình đang mặc áo rất là ấm. Đây là áo của mình đó các bạn. Tôi là mặc quần jean, áo jean. Bên trong tôi là còn có thêm một cái hoodie nữa. Đó, nói chung là tôi mặc cũng khá là dày đó. Nói chung đây là outfit của hai bọn mình. Các bạn biết cái cảm giác của mình đó là gì không? Ví dụ như mình mà đi qua gọi là Thái á, thì mình sẽ thấy gọi là toàn chữ Thái luôn đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay mình đi qua bên Hàn mình thấy toàn chữ Hàn không? Nó có cái cảm giác lạ lắm các bạn. Nhưng mà nói chung là tôi trong sân bay cũng hơi lâu rồi đó. Bây giờ đi ra ngoài thôi. Ở đây đây có rất là nhiều những cái chuyến bay được ghi bằng tiếng Hàn luôn nè. Và đây chính là chuyến bay của mình đó. Và khoảnh khắc kinh hoàng sắp tới rồi. Oh my god. Thở thở thôi. Ui, không biết mọi người có thấy không nữa, nhưng mà mình thở ra được hơi lạnh luôn. Oh my god. Thời tiết hiện tại là đang -2 độ C mọi người ơi. Lạnh kinh hồn luôn, bây giờ ra đây nó mới lạnh lè. Mọi người có thấy gì từ miệng mình không? Không biết mọi người thấy được không nữa. Uầy, công nhận là đường phố Hàn Quốc rất là đẹp luôn nha mọi người. Vừa mới bước qua đây thôi là mình đã thấy bị ấn tượng bởi những cái đường phố của Hàn Quốc luôn mọi người, bởi vì là nó quá là đẹp luôn. Và bên đây đang cực kỳ là lạnh luôn, các bạn thấy không? Đó, mọi người thấy không mọi người? Nếu mà bạn nào mà thấy thì bình luận bên dưới giúp tôi cái. Ê, nghịch cái trò này vui lắm nha mấy bạn, vui lắm á. Lạnh điên mọi người ơi. Bây giờ coi lại mà mình vẫn muốn trải nghiệm lại cảm giác này. Thôi bây giờ tôi sẽ cùng nhau di chuyển lên xe để bây giờ chúng ta sẽ đi chơi. Let's go. Trời ơi, cái đường phố của nó thật là tình cảm, thật là trữ tình làm sao. Các bạn có thấy được là bên ngoài của chúng ta toàn là chữ Hàn Quốc không? Trời ơi, mình đã thật sự là được đặt chân tới đất nước này rồi. Trời ơi, tôi không tin được luôn các bạn ơi, toàn là chữ Hàn thôi. Ok mọi người ơi, và bây giờ mình đã chính thức. Đó, các bạn có thể thấy được là đường phố của Hàn Quốc của chúng ta nè. Các bạn hay thấy trong phim rồi đúng không? Nhưng mà đây chưa phải là trung tâm của Seoul đâu nha mọi người.
người. Chiều nay bọn mình sẽ vào trung tâm của Seoul, nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Ở đây chỉ là ngoại thành thôi, nhưng mà mình kiểu như mình không tin được là mình đang ở Hàn Quốc đó mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng nha các bạn ơi. Và mình sẽ tiết lộ cho các bạn một cái điều rất là bất ngờ luôn. Chỉ cần các bạn ấn like trong vòng 3 giây mình sẽ tiết lộ liền luôn nè. 3, 2, 1. Ok, cảm ơn các bạn đã ấn like. Còn đây chính là cái điều bất ngờ nè. Đố mấy bạn mình thích ai nhất trong BTS? Đây chính là một cái quán ăn đã được rất là nhiều người nổi tiếng tới đây ăn. Ví dụ như là những diễn viên ở bên trong bộ phim Squid Game này, và đặc biệt là nhóm nhạc BTS nữa nha các bạn ơi. Ui, mình thề luôn là mình không thể nào ngờ được là mình đã tới được cái chỗ này luôn á. Nhưng các bạn thấy mì ngon không? Mình hàng là phải dùng cái đũa gì nè mấy bạn. Hồi xưa giờ ăn kim chi ở Việt Nam không mà, nhưng bây giờ tôi sẽ thử ăn kim chi của Hàn Quốc. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta ăn nha các bạn. Đó, ăn, trời ơi, mình thề luôn là mì udon bên Hàn Quốc ăn nó khác bọt thiệt luôn á. Đúng là cái gì của Hàn Quốc ăn nó cũng khác hết. Mời đẹp. Và sau khi ăn xong thì bây giờ bọn mình quyết định là sẽ đi dạo dạo cái khu phố này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong một cái cửa hàng tiện lợi, đó chính là 7-Eleven. 7-Eleven thì thật ra là bọn mình đã có đi ở bên Thái rồi, nhưng mà bây giờ bọn mình sẽ qua thử 7-Eleven ở bên Hàn để xem coi là nó có tiện lợi hơn hoặc là nhiều đồ hơn hay không nha. Rồi bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong cửa hàng tiện lợi nè. Oh my god. Cái điều khiến mình bất ngờ đầu tiên đó chính là ở bên trong đây đang có rất là nhiều những cái loại nước khác luôn á mọi người ơi. Nó nào là dừa nè, sau đó là sữa chuối nè, nói chung là bla 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 bla. Và đây chính là cái quầy đồ ăn vặt nè. Đó. Mọi người có hay coi mấy cái clip mà mukbang của Hàn Quốc hay ăn mấy cái xúc xích nữa không? Chính là nó đó. Và tất nhiên là cũng không để nào thiếu được những cái tiết mục đó chính là chụp hình và selfie. Nếu mà bạn nào mà đã xem những cái tấm hình này của bọn mình ở trên Facebook rồi thì đừng quên bình luận bên dưới nha. Còn nếu mà bạn nào chưa xem thì nhớ lên Facebook cá nhân của mình. Hiện tại bọn mình đang ở trong một cái quán, và cái quán này giống như là mấy cái quán mà gọi là mấy bạn hay xem ở bên trong, gọi là gì ta, mấy cái bộ phim Hàn Quốc á. Mấy bạn mà xem bộ phim Hàn Quốc mày sẽ thấy là người ta hay ngồi nhậu trong mấy cái quán nó khá là cổ kính bạn, mà ăn thịt nướng rồi đó. Mình đang ở trong một cái quán giống vậy. Các bạn đừng có thắc mắc là tại sao ngày hôm nay bọn mình lại ăn quá là nhiều nha. Bởi vì là bây giờ bọn mình đang muốn trải nghiệm những cái đồ ăn rất là đặc biệt của Hàn Quốc luôn, đó chính là đồ nướng. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ ăn gà nướng nha mọi người. Ăn thôi, nhưng mà mình thề luôn là gà nướng ở bên đây rất là ngon luôn nha. Đó, tôi cầm trái ớt mà tôi cắn không sợ nó cay luôn. Ok, hiện tại là bây giờ đang là 12 giờ trưa mọi người. 12 giờ trưa theo giờ Hàn Quốc, tức là bây giờ ở Việt Nam mới có khoảng 10 giờ sáng thôi. Đó, và mọi người thấy là cái thời tiết của chúng ta nó như vậy nè. Mình thề luôn đây là một trong những cái khung cảnh chill nhất trong đời mình từ xưa tới giờ các bạn. Không biết giờ 10 giờ sáng là ở nhà mọi người đang làm gì ta. Không biết giờ phòng Sam đang làm gì nữa. Chứ còn đây lạnh điên rồi. Thời gian mơ mộng thơ mộng như thế này. Trời ơi, ước gì có cô người yêu này thì hết sài con bà bà. Sau khi đã ăn trưa xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trượt tuyết. Let's go. Không biết là đã có bạn nào gọi là đi trượt tuyết chưa ta, nhưng mà đây chính là lần đầu tiên mà mình với lại Simi đi trượt tuyết luôn á. Nhưng mà trước khi mà đi trượt tuyết thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thuê một cái bộ đồ để có thể trượt tuyết nha. Chứ nếu mà các bạn không thuê là vào đó nó sẽ rất là lạnh luôn á. Và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau kiếm một cái bộ đồ nào đó hợp với cả bọn mình. Mình thì đang định đi kiếm một cái bộ đồ nào đó nó màu đỏ, nhưng mà khá là tiếc là không có bộ đồ màu đỏ nào hợp với mình cả. Cho nên là mình quyết định sẽ mặc một cái bộ đồ khá là dị. Trượt tuyết. Trời, lần đầu trong đời gọi là được đi trực tiếp mấy bạn ơi. Mình đã có thể cho bắt chân được nhưng mà trực băng chưa biết. Alo, trực tiếp chưa biết nha. Mọi người chưa thấy outfit của tụi mình đúng không? Tí nữa mình sẽ khoe các bạn outfit của tụi mình. Mình nhìn giống dân tổ lái đó mấy má. Đây chính là khu trượt tuyết nổi tiếng nhất của Hàn Quốc luôn nha các bạn ơi. Ở đây đang có rất là nhiều người trượt tuyết luôn á. Nhưng mà thật ra mình đang run nhiều hơn là thích thú các bạn ơi. Bởi vì là trong đời mình chưa bao giờ chơi trượt tuyết hết á. Mình sợ tí nữa là mình sẽ cắm đầu mất tiêu á. Và bây giờ trước khi mình chơi trượt tuyết là chúng ta sẽ đeo cái đôi giày này vô. Cái đôi giày này đeo nó khó cực kỳ luôn á. Đấy, mọi người thấy gì chưa? Sau lưng của tôi á chính là nguyên một cái bãi tuyết luôn. Trời ơi, lần đầu thấy tuyết ngoài đời. Oh my god. Mà hồi nãy giờ tôi chưa khoe outfit của mình cho các bạn coi đúng không? Đầu tiên thì các bạn thấy được là trên đầu của mình là một cái nón bảo hiểm. Thứ hai nữa là mình mặc một cái áo màu vàng da beo các bạn à. Bên trong còn có thêm cái áo khoác và cái quần màu đỏ. Với lại là thêm cái đôi giày khó đi vậy. Đồ sim là gì vậy? Đồ sim à. Xe lè luôn các bạn ơi. Đây là tuyết nữa các bạn. Nhìn nó có vẻ giống đá bào ha. Thôi mình giỡn thôi, mấy bạn đừng làm vậy nha. Gọi là sau 20 năm cuộc đời thì cuối cùng tôi cũng đã được gọi là đi trượt tuyết các bạn. Nhưng mà trượt tuyết được hay không thì tôi không biết nha. Đây chuẩn bị ra đúng. Đó, trời ơi, chọi vô cuộc tuyết. Rồi bây giờ Simi chuẩn bị cầm lên và chọi. Ok, và nói chung là bây giờ bọn mình khi mà tới đây á, thì bọn mình sẽ chưa có trượt tuyết liền. Và bây giờ bọn mình quyết định là sẽ cùng nhau đi khám phá cái khu trượt tuyết này để xem coi là cái khu này nó có gì hay không nha. Tại vì mình nhớ là cái khu này nó khá là rộng luôn á mọi người ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là... nói chung làm gì đó cũng được. Các bạn có thấy cái cây này của mình không các bạn? Cái cây này là để mấy người mà người ta đi leo núi rồi đó.
Nè giờ đi đây nè, không giống mấy ông cụ à. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nghịch tuyết nha các bạn. Let's go. Ở đây là đáng lẽ là tụi tôi có thể gọi là trượt tuyết các bạn, nhưng mà mình quyết định là mình sẽ đi khám phá cái khu này cho các bạn coi trước, rồi sau đó tí nữa mình sẽ trượt sao. Okay. Mà với lại mình cũng không có tự tin vào cái khả năng trượt của mình nữa. Các bạn thấy không? Ở đây là gọi là gì ta? Giữa khu rừng gọi là rất là thơ, thì lại có một cái bãi tuyết ở đây ảo thật sự đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống nha các bạn ơi. Đấy, đi xuống rồi. Thực ra là ở trên đây nó khá là dốc đó. Nếu mà mình không đi cẩn thận là coi như là mình cũng gọi là cắm đầu đó các bạn, nó cũng khá là trơn nữa. Cho nên đó là ở đây á, là phải cần những cái người gọi là gì ta, có kỹ năng cực kỳ gọi là đặc biệt nè, cũng như là cần một cái sự gọi là giữ cân bằng các bạn ơi, thì chúng ta mới có thể đi được ở bên trong khu này nha. Đó chính là lý do bởi vì sao mà các bạn thấy á, là mình vừa đi mà vừa cầm cái cây gậy nè, đúng không? Bởi vì là nếu không có cây gậy này là mình đi mình sẽ rất là dễ té luôn đấy. Giờ chị Simi đang muốn gọi là chơi khiêu chiến bạn. Trời ơi, mình khá là sơ ý các bạn ơi, khi mà mình đã gọi là đem theo cái túi. Trong cái túi này á, toàn là những cái đồ quan trọng thôi, mà bây giờ mình đem vô đây chơi tí là coi như ướt dẹp cái túi luôn á. Bạn thấy không? Chọi vô camera. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau chơi chọi tuyết nha các bạn ơi. Nói chung là mình cũng phải gọi là nhường sim thôi, chứ không thể nào mà mình chọi hết sức được á. Nếu mà mình chọi vậy là sim sẽ giận mình luôn á. Đó, nếu mà bạn nào không biết á thì được ra tuyết nó sẽ như này nè các bạn. Tuyết này là đã được làm lại nhân tạo rồi nha, chứ còn tuyết thật á thì không thể nào mà rơi dày đặc vậy được. Cảnh này nhìn Simi khá là dễ thương các bạn à. Ok, mình vừa mới làm ra cái mặt nè các bạn. Tôi vừa mới làm cái mặt này đó, mọi người thấy không? Bây giờ mà có thêm gọi là gì ta, tí siro dâu vô nữa. Mình đang cho bạn coi được một cái cơn bão tuyết khi mà nó băm ra sẽ như thế nào mọi người. Đó. Các bạn có thấy cái khu ở đằng đây không các bạn? Khu này sẽ là trượt tuyết, nhưng mà nó sẽ trượt rất là cao dành cho dân chuyên nghiệp. Còn gọi là dân mà bán chuyên như tụi tôi mà trượt đó chắc cắm đầu luôn á. Mình đã nghĩ ra được một cái kế hoạch rất là hay để có thể làm trong được cái bãi tuyết này các bạn. Đấy, xin sang người tuyết hả? Vậy thì bây giờ Kai sẽ gọi là viết chữ, Kai sẽ viết tên của từng người. Thôi, sim đi rồi các bạn, sim đâu quan tâm gì tới mình nữa. Ở đây mình đang thấy có một cái gọi là vách, mình không biết gọi là gì nữa nhưng mình gọi tạm là vách núi đi nha. Lên đây nằm, trời ơi, thật chiêu lắm các bạn ơi. Và các bạn thấy đứa bé kế bên cạnh mình đang kiểu, cái thằng này nó đang làm gì ta? Mình đang muốn leo qua đây chơi mà tại sao nó lại leo qua chỗ này? Sau đó là em bé ấy lại đi ra chỗ khác đi chơi luôn các bạn ơi. Thôi, nói chung là chiêu vậy thôi, chứ giờ mình đi xuống đây chứ chiêu đó cũng không tốt đâu. Ok các bạn, bây giờ hiện tại là mình đang ở tuyết, nhưng mà bây giờ sim đã đi gọi là xây linh thú tuyết gì Hero Team á, nên là mình quá là chán, cho nên là mình quyết định là sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là bây giờ tôi sẽ gọi là làm theo yêu cầu của các bạn fan. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên gọi là gì ta, Instagram. Mình hướng mình quay góc này nó có bị chói không ta? Đó, thôi tôi đổi góc đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên Instagram. Giờ tôi chụp tấm hình nha. Rồi, dùng cái filter nào đều đẹp xíu. Đấy, các bạn thấy không, mình đang chụp tấm hình, mình biết các bạn không thấy gì đâu, nhưng mà bây giờ mình sẽ tạo một cuộc thăm dò ý kiến nên làm gì ở tuyết, lăn vòng vòng. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ lên Instagram để coi là mọi người sẽ nói gì nha. Nếu mà bạn không biết thì mình vừa mới hỏi ý kiến trong cái nhóm fan trên Instagram của mình, và mọi người đều bình luận là lăn vòng vòng khắp tuyết. Ôi, ai lại làm vậy cho chúng đông người ba. Nhưng mà vì view, á lộn, nhưng mà vì các bạn fan mình sẽ làm điều này, cho nên mấy bạn đừng quên là ấn like nha. Mình đã lan nhiều khắp tuyết mà có rất là nhiều người đã nhìn mình đó, cho nên các bạn đừng quên ấn like nha. Like lại đi các bạn ơi, các bạn có 3 giây 3, 2, 1, giúp cho video này 60.000 like, 100.000 like đi. Ai xàm vậy, thôi đủ rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là ghi tên của những thành viên Hero Team nha các bạn. Thật ra là thôi mình ghi chữ Hero Team thôi cho đơn giản, chứ ghi tên từng người lâu lắm. Ok. Câu chuyện kể về một cậu nhóc. Một ngày nọ ở tuyết, cậu ấy đã quyết định là sẽ ghi lên một chữ Hero Team để có thể tri ân tới những người anh em của mình. Và cậu ấy đã rất là vất vả để có thể làm được điều này. Nhưng mà đột nhiên có một cậu bé nào đó ao vàn tới và sau đó đã đạp lên chữ khác. Và thế là bao nhiêu công sức của cậu ấy đã bị đổ vỡ. Lúc đó tôi cũng chỉ biết nhìn thôi chứ không biết phải làm gì. Nhưng mà cuối cùng thì cũng ra được chữ Hero, nhưng mà mình rất là lười để ghi chữ Team nên là mình không ghi chữ Team nữa. Nói chung là làm này mệt lắm các bạn ơi. Ok các bạn, bây giờ là mình sẽ gọi là chơi cái trò hay nhất ở đây, đó chính là cái trò gọi là, trò này gọi là gì? Ban đầu mình nghĩ là cái trò này nó cũng dễ lắm các bạn, nhưng mà từ từ, bình tĩnh. Ui, trường ba tiên tôi không dám chơi nói chi cái này các bạn. Bắt đầu là tới cái đoạn là thấy cũng không dễ lắm rồi đó. Từ từ, xin cứ bình tĩnh.
Ơi, mọi người có nhớ là mình chơi trượt băng cũng không được không? Và đó cũng chính là lý do bởi vì sao mình không thể nào chơi được cái trò này. Trời ơi, mình nói thiệt luôn là mình không hiểu sao người ta có thể đứng ở trên đây và người ta cân bằng được luôn á. Bởi vì là ở bên dưới tuyết á và băng nó rất là trơn luôn, cho nên là mình không thể nào mà di chuyển được. Bởi vì là mình rất là sợ té các bạn ạ. Tại vì hồi trước là mình đã bị té một lần và mình bị u đầu luôn á, cho nên là đó cũng chính là lý do mình sợ luôn. Nhưng mà đây nè, đó các bạn có thể thấy được là mình đã đang rất là luyện tập, mình đã đang rất là cố gắng và chúng ta đã có được những cái thành quả đầu tiên rồi đúng không? Nhưng mà sau khi có được cái thành quả đầu tiên xong thì bây giờ là mình đã chết đứng ở đây luôn, bởi vì là mình không dám trượt tuyết nữa các bạn ơi. Trời ơi, không dám nữa, thôi được rồi. Ok, nói chung là sau khi mà chúng ta đã chơi trượt tuyết xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới địa điểm tiếp theo thôi. Ok mọi người ơi, và bây giờ đang là khoảng 4 giờ chiều và bây giờ mình quyết định là sẽ cùng nhau đi du thuyền để có thể đi tới đảo Nami của Hàn Quốc. Nói chung là đảo Nami là một cái đảo gọi là khá là nổi tiếng ở Hàn Quốc luôn các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ tới đó để xem coi là đảo nó có đẹp như là trong truyện không nha. Nhưng mà trước khi mà lên đây thì các bạn có thể thấy được là view của chúng ta thật sự khá là đẹp đúng không? Nhưng mà nó đang rất là lạnh luôn nha mọi người. Mọi người thấy là thời tiết vậy thôi nhưng mà nó đang cực kỳ là lạnh luôn á. Nó có âm 2 độ C thôi. Và bây giờ mình với Sim quyết định là sẽ cùng nhau chơi cái trò Titanic. I can fly, all along cannot fly to be. Thôi nói chung là xài vậy thôi á. Các bạn có thể thấy được là khung cảnh trữ tình thật là thơ mộng. Mình cảm giác như cái chuyến đi chơi này giống như là tuần trăng mật của mình với Sim đó các bạn. Thời tiết hiện tại của chúng ta vẫn đang rất là lạnh mọi người ạ. Và nó lạnh tới nỗi tại vì mình quên mua găng tay, cho nên là bây giờ các bạn thấy là cái tay của mình nó bị sưng lên nè, các bạn thấy không? Nó sưng lên và nó khô rất là nhiều luôn. Lạnh quá. Các bạn nhìn vậy thôi chứ cái này nó không có sưởi ấm được đâu. Nó phế lắm. Giờ chúng ta sẽ du rừng nha các bạn. Hiện tại là tụi tôi đang có mặt tại đảo Nami các bạn. Mình nghe nói là đảo Nami này là rất là hot ở Hàn Quốc. Đúng, đúng. Rất là nhiều diễn viên đóng phim ở đây. Bla 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 bla. Ê, đi từ nhớ ghép cái đoạn nhạc gì đó tình cảm vô nha. 3, 2, 1. Ok các bạn, bây giờ cũng đã là chiều rồi. Bây giờ đang là 4 giờ chiều ở bên Hàn Quốc. Thì tức là ở Việt Nam đang là 2 giờ chiều. Ok, nói chung là bây giờ cũng đã 4 giờ chiều, chơi sáng giờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một chuyến food tour tại đảo Nami nha các bạn. Các bạn thấy không, nhìn không gian nó thơ mộng các bạn. Nói chung là ngày hôm nay là tôi sẽ gọi là đi nhẹ nhàng những cái chỗ nào đó nó thơ mộng. Sau đó là ngày mai chúng ta sẽ vào bên trong trung tâm của Seoul để chúng ta khám phá thành phố Seoul. Trong đó nó còn có nhiều điều thú vị hơn nữa nha. Và bây giờ mình với Sim là quyết định sẽ cùng nhau giao lưu võ thuật. Nhưng mà các bạn đừng có tưởng là mình sẽ bắt nạt Sim nha. Cái này là mình đùa đó nha mọi người. Cái này là tôi đùa thôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là sẽ đi ăn tại cái khu đảo Nami. Cái này nhìn phong giống phong như. Trời ơi, mình tìm được nguyên một cái gần thỏ luôn. Đây có con thỏ màu xanh lá, xanh dương này, thỏ phong cận này. Con này nhìn giống mình nữa các bạn. Xanh đỏ. Wow. Mua luôn. Đây chính là những cái chai đã được qua sử dụng và nó được chế tạo lại theo cái kiểu này. Và các bạn biết được là nó được bán với giá bao nhiêu không? Đó chính là giá 250.000 đó. Và một cái điều rất là đặc biệt đó chính là Simi gặp được fan. Trời ơi, đi qua hàng mà vẫn gặp nữa nè. Hai mấy biết mình nhưng mà hai mấy không chụp hình với mình. Không ai muốn chụp hình với tôi cả. Có người muốn chụp hình với tôi coi. Ôi thật là bất ngờ, bởi vì cuối cùng cũng đã có bạn nhận ra mình và muốn xin chụp hình với mình rồi. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Và sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn xúc xích nha các bạn ơi. Xúc xích ở bên Hàn Quốc này để mình xem coi là ăn có khác gì với cả xúc xích Việt Nam không. Nhưng mà đây là một trong những cái món rất là nổi tiếng ở bên Hàn Quốc nha. Và bây giờ Simi đang ăn bánh que vậy á. Nói chung là nó không khác gì xúc xích Việt Nam hết trơn rồi đó. Ok mọi người ơi, và sau khi mà chúng ta đã đi xong đảo Nami thì bây giờ cuối cùng cũng đã 7 giờ tối rồi. Và bây giờ bọn mình quyết định là sẽ cùng nhau về khách sạn. Và đây chính là cái con đường ngay khách sạn mà mình đang ở nè. Wow, các bạn có thấy không, là cái con đường này thật sự là nó rất là đẹp luôn á. Nó y chang trong phim luôn á mọi người. Mà tôi để ý là cái khu này hình như có vẻ hơi ít người thì phải. Ok mọi người, bây giờ là 10 giờ đêm và bây giờ bọn mình sẽ gọi là khám phá vòng vòng ở khách sạn của bọn mình để xem như thế nào nha. Các bạn có thể thấy được là đường phố Seoul của chúng ta nó y chang trong phim luôn. Dạ khôi. Bây giờ tôi sẽ đi gọi là cửa hàng tiện lợi nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà cái cửa hàng tiện lợi này nó xịn hơn cái mà hồi sáng mình đi rất là nhiều nha. Bởi vì trong đây còn có bán đồ của K-pop nữa các bạn ơi. Nếu mà bạn nào mà là một fan của K-pop thì bên trong đây còn có những cái đồ của K-pop, ví dụ như nhóm nhạc BTS này, NewJeans này,
Blackpink này, bla 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 luôn ấy. Và đây chính là cái hàng mà mình yêu thích nhất, đó chính là cái hàng trà trái cây cũng như là trà sữa. Bởi vì là trong đây có khá là nhiều điều độc lạ, cho nên là mình quyết định là sẽ mua cái cinnamon. Trời ơi, cái này là sim đúng thích luôn á mọi người ơi. Và đây chính là nguyên một cái dàn xúc xích của Hàn Quốc. Nếu mà bạn nào hay coi mấy clip mukbang á thì sẽ thấy là người Hàn người ta hay ăn xúc xích này. Khá là nhiều đồ lạ các bạn ơi. Đây chính là cái phần cơm trưa của một cái cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc nè. Ôi mình thề là nhìn nó chất lượng lắm luôn á. Và đây chính là ly đá. Ôi cái ly đá này mấy bạn nè, có hay coi TikTok mà mấy bạn hay xem những cái clip mà mấy anh TikTok ở trên kia hay gọi là mua nước rồi sau đó là bỏ thêm quá trời kẹo bên trong đó không? Mình sẽ uống thử nha. Không biết mọi người có hay coi mấy cái clip TikTok mà người ta hay mua ly đá sau đó là bỏ thêm nước vô không nữa. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử ở Hàn Quốc nha. Mở cái này ra, ok. Sau đó là tháo cái này, sau đó là bỏ bịch nước. Ui, tôi cảm giác là tôi được thực hiện cái này ngoài đời vậy. Sau đó bỏ vô vậy nè. Nước này nước gì vậy? Mình không biết luôn á. Mình mua đại mọi người à. Mở quả ông ra cho nên cắn luôn. Không biết mọi người biết không nữa, nhưng mà người ta sẽ thường để viên kẹo vô nữa. Đó, nó vậy á. Mình đang uống cà phê sữa Hàn Quốc nóng. Đấy. Rất là ngon luôn. Thế ly nước nó sẽ như vậy nè. Vô. Mình đang uống cà phê tròn kết hợp với coca các bạn. Ủa trời ơi. Đây là cái túi của mình đúng không? Đây là cái lon nước của mình. Tôi có mua được một cái nước gì đó, thực sự mình không biết nước gì nữa, nhưng mà đây là thành viên Jimin trong nhóm nhạc BTS các bạn ơi. Mình cũng chả biết đây là nước gì nữa, nhưng mà ngày mai mình sẽ uống thử. Còn đây là cái nước mà nước này gọi là nước gì nhỉ? Dâu. Ý là nó gọi là sữa chua dâu. Sữa dâu đấy. Ủa đây xin mua mà đúng không? Và tiếp theo nữa là một cái lon cà phê gì đó mình không biết nó là cái cà phê. Nhìn vô giống như uống là sẽ thức đêm đó. Đây các bạn nhìn cái hình là uống vô là tỉnh rồi đó, nên là mình mua thử mình uống các bạn. Đấy, ngoài ra thì tôi có mua thử một vài cái bánh thôi, nhưng mà ngày mai tôi sẽ uống thử nha. Còn bây giờ thì thôi đi về đi má ơi. Lạnh quá. Và đó chính là ngày đầu tiên của mình tại Hàn Quốc. Có lẽ là sẽ phải kết thúc tại đây thôi. Và nếu bạn nào muốn mình ra thêm nhiều vlog Hàn Quốc nữa thì đừng quên là giúp cho video này của tôi đạt được 10.000 like. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye bye.